Dạ Tường xin kính chào cô chú bác anh em gần xa. Tường mới ra Tường về được là 5 cây mai tứ quý. Tường xin giao lưu với chú bác anh em gần xa. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Mà Tường được 5 cây mai tứ quý, Tường hấp gà Tường bứng không cả 10 bữa à. Bây giờ bữa nay Tường đăng lên phục vụ cho cô chú chú bác anh em gần xa. Dạ không làm mất thời gian cô chú là vô cây số 1. 5 cây mai tứ quý ghiên tàn nghe cô chú. 5 cây tàn ghiên mai tứ quý. Để mình quay tham khảo một vòng tàn nghe cô chú. Quay tham khảo cho cô chú coi một vòng cái tàn. Rồi vô thân vô gốc. Từng 5 cây mai tứ quý này là từng bao ship là 200 km nha cô chú. 5 cây tàn không đó. Tàn ghiên 5 cây mai tứ quý bao ship 200 km. Rồi để quay vòng nữa báo tăng ngang cho cô chú biết. Rồi cái này kìa. Rồi. Dạ cái tán ngang cái cây mai mã số 1 nha cô chú. Cây mai này cây mai mã số 1. 1m8. Cây này là nó khoảng chừng là 2m5 nha cô chú. Chiều cao 2m5. Chiều cao 2m5. Tán ngang nó cũng khoảng chừng 2m4. Chiều cao 2m5, tán ngang 2m4. Nó còn hơn nữa đó nghe cô chú. Chữ hao vậy thôi. Cái này cái mã số 1. Rồi để mình quay cho một vòng nữa cho cô chú xem kỹ kỹ cái tàn rồi mình vô cái thân gốc rễ của anh. Rồi cô chú coi cái kỹ mình báo cái hoành bầu bì cho cô chú biết nha. Cái đường kính bầu là nó được là 70 nghe cô chú. 80 68. Đường kính bầu 68. Cái độ thoát thân nha cô chú. Cái độ thoát thân là nó được 26. Mình đo cái củ đặt nghe cô chú. Cái củ đặt đó nhẹ nhẹ thôi, hào hào thôi là nó được là 86. Cái củ đặt là 86. Còn cái hoành từ đo tại vị trí này nghe cô chú là nó được là 44. Cái hoành 44. Cây là không có hư hao gì chân nghe cô chú, cây sạch cây. Rồi để bà quay cho cô chú xem một vòng bộ đế của nó nghe cô chú. Hình thú đế đều bố mặt cắm đều hết chân luôn đó, cô chú coi cho rõ. 5 cây tàn, 5 cây tứ quý tàn nghe cô chú. Là từng bao ship 200 km à. Đó rồi, cô chú thấy rất là rõ đó. Cây không hư hao gì hết trơn luôn. Cây này cây mã số 1. Từng báo giá lại nó là 19.700.000 nghe cô chú. Cây mã số 1 là 19.700.000. Cây tàn bao ship 200 km. 19.700.000 cây mã số 1. Rồi, rồi từ đó cây nha cô chú. Kéo bên này ra đi rồi kéo vô. Cái này ra từ từ. Cây rất là đẹp cô chú ơi. Dạ rồi. Tiếp tục là cây mã số 2. 4 cây này thì nó chung chung mà nghe cô chú. Có một cây đó là bự nặng lắm. Cây này cây mã số 2 nghe cô chú. Tứ quý tàn ghiên luôn. Hổng ngày bứng giờ cũng có mời bữa nghe cô chú. Khi đi thì cô chú có chốt cây mình bó lại kỹ lưỡng gửi cho cô chú. Mà lá nó hơi rụng nghe cô chú. Nhưng mà điều gì cô chú trồng là cô chú tuốt lá bỏ hết luôn. Cây Tường bao sống cho cô chú đâu đó đàng hoàng. Cây này chiều cao là nó 2m3 nghe cô chú. Chiều cao 2m3. Có hơn nữa.
Tá ngang cái này 2 mét. Chiều cao 2 mét 3, tá ngang 2 mét. Cái này cây mã số 2. Mai tứ quý tàn ghim nghe cô chú. Từ được 5 cây. Đó cô chú coi cho kỹ đó. Trong hình sao ở ngoài vậy đó nghe cô chú. Rồi, để từng báo cái củ đặc của nó. Cái củ đặc của nó là nó được 70. Còn đó cái hoành tại vị trí này nghe cô chú. Nó được là 37. Đo tại vị trí này hoành 37. Thoát thân là nó được là 34. Thoát thân 34. Cái này cái mã số 2 là 7 triệu đồng chẳng nghe cô chú. Cái mã số 2 là 7 triệu đồng chẳng. 5 cây tàn là tường bao ship 200 km nghe cô chú. Đó cây ở trong hình sau là ở ngoài vậy đó. Mai tứ quý bông bốn mùa của chú ơi. Dạ rồi từ đó cây. Dạ rồi tiếp tục là cây mã số 3. Đó cô chú xem một vòng đi rồi từ báo chiều cao tăng ngang. Cái này lùng lực rất là có duyên nghe cô chú. Để hình rất là khéo. Rồi cây này chiều cao là 2m2. Chiều cao 2m2. Tán ngang là 1m8. Chiều cao 2m2, tán ngang 1m8. Cây này cây mã số 3. Cây này cây tàn ghiên nghe cô chú là 5 cây là tàn ghiên không à. Đó, cây cô chú nhìn kìa. Không có hư hao gì chân á. Cây rất là đẹp cô chú ơi. Cây có giờ mua khó mua lắm cô chú ơi. Rồi đến báo cái củ đặc nghe cô chú. Cái củ đặc là nó được là 58. Còn đó hoàn tại vị trí này nó được 34. Thoát thân là nó được là 34 luôn. Đó, cây cô chú nhìn rất là sạch cây, rất là có duyên. Đẹp cây lắm cô chú ơi. Dạ rồi cái này cây mã số 3 là 7.600.000 nha cô chú. 7.600.000 cây mã số 3. Mai tứ quý ghim tàn nguyên thủy. Dạ rồi từ đó cây. Dạ rồi. Tiếp theo là cây này cây mã số 4. Cây mã số 4 nha cô chú. Rồi để mình báo tán ngang chiều cao. Cây này chiều cao khoảng chừng 2m9 nghe cô chú. Chiều cao khoảng 2m9. Tán ngang là nó 2m2. Tán ngang 2m2, chiều cao là 2m9. Cây này cây trực thẳng luôn. Thẳng băng luôn hả? Trực quân tử. Cái này cây mai tứ quý trực nha cô chú. Trực tàn. Tàn ghiên luôn. Rồi để mình báo cái thông số.
Rồi để mình đo cái độ thoát thân nha cô chú. Cái độ thoát thân nó được 70. Cái này độ thoát thân được 70. Còn đế đấm thì nó trong hình sao ở ngoài gan vậy nghe cô chú. Rồi hoành thân. Hoành thân tại vị trí này nó được 34. Đó, tại vị trí đó nghe cô chú được 34. Rồi cây này cây mã số 5 ngang mã số 4 nghe cô chú, 6 triệu 500 ngàn. Cây mã số 4 là 6 triệu 500 ngàn. Tường được 5 cây tàng này tường bao ship 200 km nghe cô chú. Số điện thoại của tường là 0949 866 039, số đó từ xài Zalo luôn cô chú ơi. Đấy rồi, tường còn một cây cuối nghe cô chú. Dạ rồi, tiếp theo là cây này, cây mã số 5. Mã số 5 là cây mã cuối clip nha cô chú. Đó, cây nào không tàn ghiên lắm, cây nào cũng tàn ghiên luôn nha cô chú. 5 cây, tàn không? Tàn ghiên luôn, nguyên thủy. Rồi để từ đó đo cái chiều cao, hảo cái chiều cao. Dạ chiều cao cái này là nó 2,5 m nha cô chú. 2,7 m, 2,5 m đó. 2,7 m đó chiều cao á. Tán ngang. Tán ngang là 2,4 m. Cái này chiều cao tán ngang ở ta cái tán ngang cái này là nó 2,4 m, chiều cao là 2,7 m. Cái mã số 5. Cái này cái mã số 5. Mai tứ quý. Bốn mùa đều có bông đầy đủ nghe cô chú. Rồi để từng báo chiều cao thập số. Ủa đo cái hoành. Cái thoát thân cái này nó được 24, thoát thân 24. Có cái cũ. Cái hoành cũ lại này nên là nó được 60, cũ nghe cô chú. Cũ được 60. Đo nhiều vị trí cho cô chú biết. Đo tại vị trí này nó được 40. Còn ở đây là nó được 35. Đó. Rồi cái này cái mã số 5 là cái mã cuối clip nghe cô chú. Là từ bao ship 200 km là có giá là 7 triệu 700 ngàn. 7 triệu 700 ngàn cái mã số 5. Tường tổng cộng là được 5 cây mai tứ quý là tường bao ship 200 km, tường bao sóng cho cô chú đâu đó đàng hoàng. Dạ rồi cái này cái mã clip tường cảm ơn cô chú bác anh em xem clip và ủng hộ cho tường 1-2 cây chơi với ủng hộ cho clip. Dạ tường hẹn cô chú bác anh em gặp tường là clip sau ạ. Quê quán của tường ở quận Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039, số từ xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ tường hẹn cô chú bác anh em gặp lại clip sau ạ. Dạ xin chào.